Xin chào các bạn đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chế nhập khẩu. Video hôm nay mình có các mẫu xe đạp địa hình và đúng chất là ngon bổ rẻ để cho các bác mua về để sử dụng thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Và cái điều đặc biệt của chiếc xe là chiếc xe được sử dụng cái bộ đề sau, đó là của Shimano DOJ XT. Nó là một cái dòng đề cao cấp nhất, gần như là nhất trong cái dòng xe đạp thể thao rồi, địa hình rồi. Xe thì được trang bị bộ chuyển động, đó là Shimano Alivio các bác nhé, để đùi đạp là Alivio này, gạt đĩa và đôi tay xả trên này đều là Shimano Alivio đấy, với 8 lít và 3 đĩa cho xe có 24 tốc độ khác nhau đấy. Và cái đề sau này rất là ngon các bác nhé, đề sau này là Shimano DOJ XT, nó là thuộc dòng gần như là cao cấp nhất của model về địa hình của Shimano rồi. Cái dòng này là nó là 7M772 thì nó là sẽ là 9 tầng níp các bác nhé. Xe thì hiện tại là đang là 8 tầng níp, mà cái đề này sau này các bác có thể dễ dàng nâng cấp lên 9 tầng. Đấy. Đề rất là ngon. Thì cái mức giá đang bán thì là 6.800.000 thì các bác có thể mua chiếc xe về để trải nghiệm những cái đồ DOJ này, cái thứ cao cấp của dòng Shimano. Còn là những cái chi tiết này là đều đồng bộ hết, là Alivio này. Rồi. Để tay bấm xả. Đây là đùi đạp gạt đĩa, rất là ngon. Tông màu sơn các bác nhé, tông màu sơn cũng rất là đẹp. Tông màu sơn ở đây nó là nhôm trần này và được phủ sơn đen, chỗ này rất là đẹp. Và này là nhôm trần các bác nhé. Đấy. Màu sơn này rất là nổi bật. Format này, model format, thương hiệu format này cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, cái thương hiệu của Nga, model TB Blue. Vành bánh của chiếc xe là 26 inch các bác nhé, sử dụng vành bánh 26 inch máy ưu Shimano, phanh cũng là phanh Shimano luôn. Trên phần ghi đông thì đây, được trang bị tay bấm xả Livio và ghi đông của Ford vẫn là nguyên bản theo xe này. Giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực các bác nhé. Và sóc này là của thương hiệu SR Suntour này, một cái thương hiệu giảm sóc cũng rất là có tiếng trên thế giới. Đây, XCM của SR Suntour, giảm sóc dầu thủy lực. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 55 cm. Và chiếc xe có cái tổng ngang nó khá là trường, nó khá là dài xe. Size của xe thì quy ra là nó là size S, thì sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Alivio và đề là Shimano DOJ XT, 8 lít và 3 tầng đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Một cái bộ đề đó cực kỳ là ngon của dòng Shimano. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.